Xin chào tất cả các thầy cô giáo và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn thầy cô giáo dạy một bài chuyên đề liên quan tới văn phát biểu cảm nghĩ dành cho học sinh lớp 10. Văn phát biểu cảm nghĩ chính là bài viết số 1 đầu tiên của các em. Và để các em làm tốt phần này, chúng ta sẽ có một chuyên đề về văn phát biểu cảm nghĩ. Tôi sẽ tiến hành bài này trong khoảng 3 cho đến 4 tiết. Cụ thể, tiết thứ nhất, tôi sẽ hướng dẫn các em lập dàn ý một số đề văn phát biểu cảm nghĩ tiêu biểu. Ở trong phần viết số 2, tôi sẽ hướng dẫn các em viết các đoạn văn. Ở tiết số 3, tôi sẽ hướng dẫn các em sửa lỗi của mình trong khi viết đoạn văn và viết bài văn phát biểu cảm nghĩ. Tiết số 1 và tiết số 2 tôi đã trình bày trong những clip trước. Ở đây, tôi xin tóm tắt ngắn gọn lại tiết 1, tiết 2 như sau. Cụ thể, trong tiết 1, tôi đưa cho học sinh 3 đề văn. Đề thứ nhất, em hãy nêu suy nghĩ của mình về môi trường trung học phổ thông em mới bước vào. Đề số 2, em hãy nêu suy nghĩ của mình về bộ môn văn. Đề số 3, em hãy nêu suy nghĩ của mình về cuộc sống hiện tại của bản thân và nêu rõ định hướng trong tương lai của em. Để tiến hành làm 3 đề này, tôi sẽ hướng dẫn học sinh lập giản ý. Cụ thể, mở bài, học sinh sẽ giới thiệu được vấn đề mình cần nêu cảm nghĩ. Phần thân bài, học sinh sẽ lần lượt trình bày các cảm nghĩ. Cảm nghĩ ở đây xoay quanh một số những phần tiêu biểu. Ví dụ, cảm nghĩ tích cực gồm có thích, yêu, phấn khởi. Thứ hai là cảm nghĩ tiêu cực, không thích, ghét, lo sợ. Hoặc cảm nghĩ ở mức độ trung gian, như là hồi tưởng về trường cấp 2, hồi tưởng về quá khứ, liên tưởng tới tương lai, thể hiện những mong ước hoặc thể hiện những sự hứa hẹn để làm cho tương lai tốt hơn. Ví dụ ở đây, với đề nêu suy nghĩ của em về môi trường phổ thông em mới bước vào, học sinh có thể có hệ thống mở bài giới thiệu về trường trung học phổ thông mà em mới được học. Phần thân bài, học sinh có thể nêu một số ý. Ví dụ, ý thứ nhất, học sinh cảm thấy gần gũi vì được học ở một ngôi trường giống với trường cấp 2. Thứ hai, học sinh cảm thấy thích thú vì trường có nhiều cây xanh, nhiều câu lạc bộ và giáo viên rất tận tình. Tiếp, ý số 3. Học sinh không thích bởi vì khu để xe chật chội và trong thời gian đầu năm học sinh đã bị đổi lớp nhiều lần. Ý thứ 4. Học sinh hứa sẽ học tập tốt. Tiếp theo cuối cùng là kết bài. Học sinh sẽ nêu những cảm nghĩ chung của mình. Đó là phần về dàn ý. Ở tiết thứ nhất, tôi sẽ cho học sinh được tiến hành tự lập dàn ý của mình. Sau đó giáo viên sẽ chấm lại. Trong tiết số 2, tôi sẽ tiến hành cho học sinh viết lần lượt từng đoạn văn, từ phần mở bài cho đến một đoạn quan trọng nhất trong thân bài và cuối cùng là kết bài. Ở đó tôi sẽ lưu ý học sinh. Học sinh sẽ viết theo hướng một đoạn văn phát biểu cảm nghĩ. Có nghĩa đoạn văn ấy không thiên về miêu tả, tự sự hay là nghị luận, mà phải thiên về bày tỏ được cảm nghĩ của các em. Trong đoạn văn phải sử dụng nhiều câu biểu cảm. Ngoài ra thì giọng văn phải thể hiện chất trữ tình. Sau khi học sinh viết xong, tôi cũng sẽ lại chấm góp ý cho các em. Và phần góp ý về đoạn văn sẽ được lưu lại để dùng trong tiết số 3. Tiết số 3, tôi sẽ tiến hành việc nêu các lỗi mà các em mắc phải trong quá trình viết đoạn. Sau đó thì tôi sẽ tiến hành sửa cho các em. Việc sửa này được tiến hành cụ thể trong tiết thứ 3 như sau. Bước thứ nhất, tôi sẽ nêu lại các lỗi mà các em mắc phải, một số những bài hoặc những đoạn mắc lỗi tiêu biểu. Thứ hai, tôi sẽ đưa ra một bài tập để các em sửa
Và từ đấy thì các em sẽ tự ứng dụng vào trong bài của mình để sửa lại. Với kinh nghiệm dạy của tôi nhận thấy rằng các em có một số lỗi như sau. Lỗi đầu tiên là các em thường viết quá ngắn. Với một bài giác điều cảm nghĩ trong khoảng một tiết thì các em phải viết tối thiểu được 1,5 trang. Còn nếu muốn đạt điểm cao hơn thì cũng phải được 2 trang trở lên. Thế nhưng đại đa số là các em chỉ viết được có 1 trang thôi. Mức độ này là quá ngắn. Trường hợp thứ hai nữa là các em bị nhầm lẫn giữa văn phát biểu cảm nghĩ và văn tự sự miêu tả. Ví dụ, khi các em viết về ngôi trường, các em đã tả rất kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, trường học, giáo viên, học sinh, nhưng cảm nghĩ lại không rõ rệt. Phần này cũng là sai. Lỗi tiếp theo là các em viết liền tù tì, không hề chia đoạn. Với một bài văn có mở, thân kết thì tối thiểu phải là 3 đoạn. Đoạn thứ nhất là mở bài, đoạn thứ hai thân bài và đoạn thứ ba là phần kết bài. Nhưng vì thói quen viết đoạn ở trong lớp 9 nên các em đã viết liền tù tì thành một đoạn văn. Như vậy các em phải sửa ngay lỗi này. Hơn nữa thế, trong thân bài với yêu cầu của chương trình cấp 3 thì các em phải chia thành nhiều đoạn nhỏ hơn nữa. Ví dụ với đề văn các điều cảm nghĩ về ngôi trường, trong đó có 4 ý. Ý thứ nhất là thấy gần gũi với ngôi trường. Ý thứ hai là thích. Ý số 3 là không thích. Và ý số 4 hứa sẽ học tập tốt. Thì phần thân bài của bài văn này tối thiểu là cũng phải có 4 đoạn. Lỗi tiếp theo mà các em mắc phải nữa đó chính là các em viết không có sự liên kết giữa các đoạn. Ví dụ, để chuyển giao giữa đoạn nói về cái thích với đoạn nói về sự không thích trong ngôi trường thì các em cần phải có từ để nối. Ví dụ, ngoài những điều em thích thì còn có những điều em không thích. Vậy thì giáo viên sẽ cho học sinh bổ sung thêm các từ nối, câu nối để tạo sự liên kết giữa các đoạn văn. Đó là một số lỗi tiêu biểu. Còn ngoài ra thì học sinh có thể mắc những lỗi từ diễn đạt của chính tả. Những cái đấy thì trong quá trình viết từ văn phát biểu cảm nghĩ đến văn nghị luận miêu tả đều mắc phải cả. Giáo viên sẽ sửa cụ thể trong từng bài của học sinh. Như vậy là tôi đã nêu ra một số lỗi mà các em thường mắc phải trong viết văn phát biểu cảm nghĩ. Từ việc mà các em biết được lỗi của mình thì chúng ta sẽ đưa ra một bài tập để các em tự sửa lỗi. Cụ thể trên màn hình tôi đang có một bài văn với đề bài là em hãy nêu suy nghĩ của mình về ngôi trường trung học phổ thông mà em mới bước vào. Ở đó tôi sẽ đọc cho học sinh lần lượt từng đoạn văn, từng đoạn mở bài, 4 đoạn thân bài và đoạn kết bài để học sinh nhận xét xem bạn đã viết được chưa, cần bổ sung thêm cái gì. Cụ thể ở đây ta thấy mở bài đại chung là học sinh đã viết được rồi nên không cần phải sửa nhiều nữa. Giáo viên chỉ có lưu ý học sinh là cố gắng viết theo hướng mở bài gián tiếp. Tiếp theo đến thân bài, đoạn thứ nhất. Đoạn này triển khai ý thấy trường gần gũi. Học sinh đã viết như sau. Với tôi, trường không quá xa lạ vì nơi đây có nhiều nét giống với trường cấp 2 của tôi. Cũng một khoảng sân rộng sạch sẽ, dập bóng cây, cũng những dãy lớp vôi vàng tươi mới. Cũng là sự niềm nở của bác bảo vệ. Sau đó thì tôi cho học sinh nhận xét. Chúng ta sẽ nhận thấy ngay là đoạn này viết quá ngắn. Một đoạn văn tối thiểu là phải viết được khoảng tầm 1/3 trang. Nhưng mà với phần của bạn thì chỉ ám chừng được khoảng 3 dòng thôi. Từ đấy thì tôi sẽ cho học sinh sửa bằng việc viết tiếp thêm khoảng 3 câu nữa. Ví dụ 3 câu như sau.
Mọi thứ quả thật đều rất quen thuộc, từ quang cảnh, môi trường và cả những con người. Tất cả như đã ở sẵn trong ký ức của tôi thuở nào. Ngày trước, tôi cũng đã được đến thăm trường nhiều lần, nhưng khi chính thức trở thành học sinh của trường, tôi mới cảm thấy rõ sự gần gũi từ từng dãy bàn học, từng chiếc lá rơi trên sân trường. Như vậy là tôi đã giúp học sinh sửa đoạn nhất. Tiếp theo đó, tôi sẽ đọc cho học sinh đoạn 2. Đoạn này triển khai ý. Học sinh thích vì trường có nhiều cây xanh, trường có câu lạc bộ bóng rổ và giáo viên tận tình. Cụ thể, học sinh đã viết: tôi thích những cây cổ thụ xanh mát ở trường, cây cao lớn, tán sum suê, thỉnh thoảng lại thả xuống đất vài chiếc lá vàng nhẹ trao. Bộ rễ trồi lên mặt đất như những con chăn già, thân cây đầy những chồi ụ trần trùi. Câu lạc bộ bóng rổ ở trường được rất nhiều bạn biết tới. Tôi mong muốn được chơi bóng rổ đã từ lâu, và đây chính là cơ hội cho tôi được vừa vui chơi, vừa rèn luyện cơ thể, tăng chiều cao. Chắc chắn tôi sẽ dành 3 năm cấp 3 của mình tham gia hết mình vào câu lạc bộ bóng rổ của trường. Và biết đâu, một huy chương vàng lấp lánh trong giải bóng rổ quốc gia đang đợi tôi. Tôi còn thích vì giáo viên tận tình. Các thầy cô giáo đã chỉ bảo ân cần về ý thức trách nhiệm cho chúng tôi trong năm học trung học phổ thông sắp tới. Chúng ta nhận thấy ngay, ở trong đây, bạn đã viết đoạn số 2, đoạn văn triển khai di tích này, liền với đoạn số 1. Không có dấu hiệu lùi đầu dòng, xuống dòng. Đấy chính là lỗi thứ nhất. Lỗi thứ hai là phần nói về cây, thì đại đa số thiên về miêu tả, chưa có những từ hoặc là câu thể hiện đây là một đoạn văn phát biểu cảm nghĩ. Lỗi thứ ba là chưa có từ hoặc là câu kết nối giữa ý bạn thích cây và ý bạn thích câu lạc bộ bóng rổ. Từ câu thân cây đầy những chồi trần trùi chuyển sang câu lạc bộ bóng rổ ở trường được rất nhiều bạn biết tới, rất là đột ngột, hầu như là chúng ta không hiểu ý ở đây. Tiếp theo, phần bạn viết về ý thích giáo viên tận tình. Tôi còn thích giáo viên tận tình thì chỉ có 2 câu thôi. Như vậy thì phần viết về giáo viên quá ngắn, chưa đạt yêu cầu. Và vì thế tôi sẽ cho học sinh sửa lần lượt. Sửa phần đầu tiên là phải chia đoạn. Cụ thể ra sao? Ở đây, để thể hiện, bắt đầu từ đoạn tôi thích những cây cổ thụ là đoạn số 2, thì học sinh phải viết lùi đầu dòng, xuống dòng và lùi đầu dòng. Tiếp, sửa lỗi thứ hai, bạn học sinh mà nói về cái cây này này thì cũng khá là hay, thế nhưng mà nó chỉ thiên về văn miêu tả thôi. Vì thế bây giờ để chuyển sang văn phát biểu cảm nghĩ thì chúng ta có thể sửa bằng 2 cách sau. Cách thứ nhất, thêm khoảng 2 câu nêu cảm xúc, ví dụ như là câu ôi đẹp biết bao, hoặc câu ở một thành phố chật chội như thế này một tán cây xanh cũng thật là quý giá biết bao. Nếu theo cách thứ nhất, chúng ta có thể thêm như sau: tôi thích những cây cổ thụ xanh mát ở trường, cây cao lớn tán sum suê, thỉnh thoảng lại thả xuống đất vài chiếc lá vàng nhẹ trao. Ôi đẹp biết bao, bộ rễ trồi lên mặt đất như con chăn già, vân vân. Cho đến sần sùi thì chúng ta sẽ thêm câu tiếp: ở một thành phố chật chội như thế này một tán cây xanh cũng thật quý giá biết bao. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta sẽ biến ngay các câu miêu tả thành câu nêu cảm xúc. Ví dụ như ở dưới, tôi đã nêu biến đổi các câu ở trên thành các câu cảm xúc cụ thể như sau: tuy không biết tên cây, nhưng nhìn tán cây sum suê cao lớn, thỉnh thoảng lại thả xuống đất vài chiếc lá vàng nhẹ trao, khiến lòng tôi dấy lên bao cảm xúc ngỡ ngàng và nhẹ nhõm. Thật kỳ thú biết bao, khi nhìn thấy bộ rễ cây trồi lên mặt đất như những con chăn già, ngồi lên mình những con chân ấy,
dựa lưng vào thân cây đầy những chồi hụ trần trùi là một cảm giác bình yên nhất mà tôi nhận được trong những giờ ra chơi và lúc tan học. Cách thứ hai chính là cách hay nhất. Nếu mà bạn nào khả năng viết văn nhưng cảm nghĩ chưa tốt thì chúng ta có thể làm theo cách thứ nhất. Tiếp theo, chúng ta sửa lỗi thứ ba, đấy là lỗi về kết nối. Cụ thể, ở đây chúng ta thấy không có sự kết nối giữa ý viết về việc thích cây ở trường với việc thích câu lạc bộ bóng rổ. Và để sửa cái lỗi này thì ở đây chúng ta bắt buộc thêm câu nối từ nối vào. Cụ thể, chúng ta sẽ thêm một câu nối: không chỉ ấn tượng với hàng cây, tôi có ấn tượng với câu lạc bộ bóng rổ của trường. Tiếp theo, chúng ta sửa lỗi cuối cùng, đấy là lỗi viết ngắn. Phần viết về thích giáo viên tận tình phải bổ sung thêm khoảng 4 câu nữa. Cụ thể, chúng ta có thể bổ sung như sau: sau mấy phút bỡ ngỡ, tôi thấy các thầy cô giáo thật gần gũi, nhất là hình ảnh của cô chủ nhiệm lớp tôi. Nó làm tôi nhớ về cô chủ nhiệm hồi lớp 9, vận dáng người đẹp, đôi mắt hiền từ. Chính hình ảnh đó của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng. Những lời đầu tiên cô nói sẽ còn mãi trong tâm trí tôi. Như vậy ở đây tôi đã lấy ví dụ về việc đưa ra cho học sinh bài tập sửa. Nếu mà còn thời gian thì các thầy cô giáo có thể là cho học sinh sửa tiếp luôn phần ý số 3 và ý số 4. Ngoài ra thì hướng dẫn học sinh viết thêm cái bài nữa. Từ việc mà học sinh biết cách sửa bài tập này thì giáo viên yêu cầu học sinh sẽ xem lại bài, xem những phần giáo viên phê và sửa lại bài của mình. Việc sửa đó cũng sẽ được kiểm tra lại để phục vụ cho bài viết đầu năm tốt nhất. Như vậy, tôi và các thầy cô giáo vừa có trao đổi với nhau về việc tạo nên 3 tiết học luyện tập cái văn phát biểu cảm nghĩ phục vụ cho bài viết số 1 của chương trình lớp 10. Tôi mong là các thầy cô giáo sẽ có những tiết dạy học thú vị. Xin cảm ơn các thầy cô.